Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Trung, Đông Anh, Hà Nội, có 8 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Trong số 288 ca mắc, có số ca điều trị khỏi là 249 ca, chiếm 86%. Số ca dương tính với SARS-CoV-2 là 20 ca, chiếm 7%. Số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 8 ca, chiếm 3%. Số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2 là 11 ca, chiếm 4%. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 25.361 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 373 người, chiếm 2%. Cách ly tập trung tại cơ sở khác 11.181 người, chiếm 44%. Cách ly tại nhà, nơi lưu trú 13.807 người, chiếm 54%.